lâu lâu những cái gì anh mang trên người mà các bạn thích thì anh kiểu anh tặng cho các bạn hết rồi. Khả năng nếu mà ví dụ như có một bạn nào đó yêu thích anh nhưng mà anh đang mang đôi này mà bạn đó thích anh tặng lại cho bạn đó thì em có buồn không? Dạ, em cũng hay mua bằng đôi giày này với anh. Ok, good to know, good to know. Con lại mẹ, mẹ là phụ nữ mà mẹ còn nhỏ hơn con nữa mà lấy chân mẹ so sánh với chân con. Anh gọi đây em tụt khổ đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin Fort hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Con lại mẹ, mẹ là phụ nữ mà mẹ còn nhỏ hơn con nữa mà lấy chân mẹ so sánh với chân con. Anh gọi đây em tụt khổ đấy. Anh nghĩ thế nào về ở đây ạ? Rất là đẹp. Rất là đẹp. Và bao giờ anh định lên đây mở show đấy ạ? Không có em gì cả. Anh định bao giờ lên đây mở show đấy ạ? Khi nào anh không biết, khi nào em mời thì anh lên. Oh. Sẵn sàng, rất là sẵn sàng. Anh lên đúng đợt nó lại đấy. Đẹp nhỉ. Bao giờ anh ra tác phẩm tiếp theo đấy ạ? Chắc là cuối năm. Vâng, cảm ơn anh ạ. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến trò chuyện cùng anh Binzy và tặng cho anh ấy đôi giày do chính tay mình custom. Kỷ niệm tuyệt vời thì nhiều lắm. Như mỗi lần mà anh về tỉnh diễn thì lâu lâu những cái gì anh mang trên người mà các bạn thích thì anh kiểu anh tặng cho các bạn hết rồi. Khả năng nếu mà ví dụ như có một bạn nào đó yêu thích anh nhưng mà anh đang mang đôi này mà bạn đó thích anh tặng lại cho bạn đó thì em có buồn không? Dạ, em cũng hay mua bằng đôi giày này với anh. Ok, good to know, good to know. Cũng nhiều lắm, sự cố tai nạn thì cũng nhiều lắm. Như mấy bài nhạc của anh làm tới em hát khán giả toàn là mấy cô chú gì thì lời lâu lâu mình đọc lỡ lời dơ đi của mình ra thì mọi người nhìn mình kiểu anh đang làm gì trên đó hiểu không, nó cũng rất là ngại nhưng mà không sao, nó cũng là cái kinh nghiệm tốt cho mình thôi. Anh nghĩ là em cứ mình cứ tự tin thôi, anh nghĩ cái đó mới là cái thu hút. Ví dụ như em, ví dụ như anh không đẹp trai nhưng mà anh mình tin điều đó, cảm ơn anh. Mình tin điều đó nó sẽ thuyết phục người khác. Ví dụ như okay, anh nếu mà em cảm thấy em không đẹp thì trước khi em cảm thấy em đẹp thì trước khi người khác cảm thấy em tốt đó thì em phải cảm thấy em tốt trước. Thì cái năng lượng tự tin đó nó sẽ thu hút. Kiểu mình làm cho người ta tin, kiểu người ta biết là mình tin. Ví dụ như anh tin là anh đẹp trai, anh biết anh không đẹp trai nhưng mà anh tin điều đó. Kiểu anh sống chết với điều đó thì anh buộc người ta phải thuyết phục thôi. So, cái sự tự tin của mình anh nghĩ là rất là quan trọng. Và với lại anh nghĩ em, cái bàn tay em khéo léo như vậy thì em tự tin về điều đó. Em có thể, em là best custom shoemaker ở Việt Nam. Và em commit với cái điều đó thì từ từ người ta sẽ thuyết phục bởi điều đó. Còn nếu em cảm thấy em làm cũng ok thì người ta sẽ tin cái điều đó, người ta sẽ tin là em làm cũng ok. Em cảm ơn anh từng trong quá trình mà em theo đuổi đam mê, đã có rất nhiều lúc mà em từ bỏ, em muốn từ bỏ nhưng mà nhận được những cái lời khen này, những lời ủng hộ giống như của anh thì em có động lực để em đi. Yes, mình phải yêu. Mình phải làm cái gì mình yêu thích thì không có ngày nào mình làm việc hết. Cảm ơn. Yeah. Anh chỉ nói cảm ơn mọi người đã lúc nào cũng theo dõi để ủng hộ mình thôi. Anh vẫn đang ngồi ở công ty hàng ngày để mình trả lại cái tình yêu đó nha. So thank you đó, thank you đó. You're kind of simple, but like a pistol.
Chân ngắn với anh là chân ái, một khi đã buộc kết là dính không ngần ngại. Chân ngoan anh không thích nhận vai, nhưng quen anh chắc chắn là sẽ có phần lại. Không quan tâm là em da nâu hay da trắng, gặp chân ngắn là thần thái auto nhã nhặn. Bé bự luôn phóng khoáng, lúc nào cũng đa năng, tình chương ca nào cũng sát số. Nhưng best và nét nhất vẫn là ga lăng. Anh ít kinh là tài thính, nhưng đã ông mai nhất định phải chết, kể cả có đang lười biếng hay trong tình trạng không tỉnh. Tạo khi ta làm hết mình, đã chơi là phải chơi cho hết nấc. Nếu không tiên phong thì anh nhất định phải đứng trên đỉnh cao. Chất chơi chiều cày miệng lấu cá, lên sàn thì anh là chú ngựa chiến hấu đá. Mặt đỉnh luôn nó không với những chuyện xấu xa, đỉnh như anh hỏi thật một câu mấy em tìm đâu ra. Mày yên bình anh chị muốn bên nhau, ta không cần phải đi đâu, ta có thể đến được nơi nào gần nhất. Anh nói bên em là đủ để quên sầu. Ê, ta không cần phải đi trốn, baby anh đâu phải là đen vô. Cứ giữa phố để cho người ta thấy paparazzi track, cứ để ta xem sau. Ngày yên bình anh chị muốn bên nhau, hay ta cuốn lấy nhau căn phòng nhỏ. Giờ ta chẳng cần đi đâu, một mình em là đủ những thứ anh cần có. Hay là ta tắt hết nhạc và TV để anh nghe từng nhịp hơi thở em thật rõ. Hay là xóa luôn cả Facebook đi để cho hater không còn nơi để dòm ngó. Ngày yên bình anh chẳng muốn đi đâu, để anh save em lại trong 2 phút. Thôi ta chẳng cần đi đâu, hay là anh save em cuốn ta 2 chút. If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here with you. There are here for and I feel there are. Wait, go back up with Xin chào mọi người, mình vừa biết chơi TikTok và đây là cái channel TikTok chính của mình. Nhớ tương tác và follow. Rick có chia sẻ là Rick sẽ mấy năm nữa Rick sẽ ngưng hát và Rick sẽ mở tiệm bán bánh canh cua hoặc là bán cháo gì đấy. Thì chắc bạn thấy được cái tên Tết đó, tặng con cua này. Xinh nhờ.